Chào bạn. Chú thì em xin gửi đến hai MC xinh đẹp thân thiện cùng với hai bạn cùng chơi và cùng với khán giả và ekip một lời chào trân trọng nhất. Cái này giống em nè. Lời nói đầu tiên cho phép gửi đến toàn thể quý vị khán giả một lời chào trân trọng nhất. Nghề của tôi đó bà. Sau đây em xin tự giới thiệu xương xương về mình. Xương đủ rồi. Em xin một câu thả thính, mặt em tròn như cái quẹt mo, tròn như cái quẹt mo. Anh nào với được ấm no cả đời, có anh nào muốn về đội với em không ạ? Yến Nhi nè, quê ở đâu mà bạn có giọng nói rất là hào sảng dữ vậy ta? Em ruột của chị, cái giọng nó sang sảng như vậy. Chị Việt Hương ơi, giọng em với chị giống nhau nhưng mà tâm tánh mình hiền lành đúng không chị? Hiền lắm em. Dạ, em thích bạn trai giống như mẫu người hai anh ở ngoài đằng trước ạ. Cả hai. Hai thôi hả? Em có ba đứa con rồi, muốn gì nữa? Em ơi, có một cái màu sắc nào mà dựa trên hình ảnh của anh Hoàng rapper không? Anh Hoàng rapper thì cũng được, nhưng mà chắc em nghĩ là về lứa trước rồi chị. Trời ơi trời. Dùng quanh dùng của em là số 2, số 3. Giờ dùng của Trường Giang á, còn Giang. Thanh Sang á là dùng số 1 và số 4. Còn cái dùng nữa là cái dùng kế bên á chị. Đâu? Nè. Trời nữa hả? Chị Hương là của mọi người nha. Cho dù nhà em là cũng có người thân ở bên đó nhưng mà em chưa có được đi ra nước ngoài á anh. Bên nào em? Bên Úc, bên Mỹ, bên Nhật và bên Hàn. Nhưng mà em vẫn chưa được đi. Anh thì có thể đảm bảo cho ước mơ của em sẽ tất cả đều thành hiện thực. Anh thì có thể đảm bảo cho ước mơ của em sẽ tất cả đều thành hiện thực. Tất cả đều thành hiện thực. Hai anh nếu mà quen người con gái có ngày yêu xa không ạ? Trước giờ trong 10 mối tình, 10 mối tình của anh thì cũng có 4 mối tình là xa rồi. Đây là anh thất bại hết xa. Rồi. Vậy em ở Biên Hòa Đồng Nai có xa không ạ? Anh nghĩ rằng là vượt ra khỏi ranh giới Việt Nam thì mới là khó, còn ở trong ranh giới Việt Nam thì mọi thứ đều là đơn giản thôi. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.